Sầu riêng, bà con đã biết hết sầu riêng phải không bà con? Sầu riêng là ăn tốt vô cùng cho sức khỏe. Sầu riêng ăn tốt vô cùng cho sức khỏe. Nhưng mà không phải ai cũng tốt và chứng bệnh nào cũng tốt đâu nha bà con. Có những chứng bệnh thế này và người thế này vui lòng đừng ăn sầu riêng. Ăn sầu riêng vào thì nó lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi bà con ơi. Cho nên vui lòng đừng ăn sầu riêng bà con nha. Bởi vì sầu riêng là nó có đường cao, trong sầu riêng nó ảnh hưởng đến sức khỏe đường huyết, nóng trong người, đầy bụng, bệnh thận, khó chuyển hóa. Rồi nói lại là như vậy. Sầu riêng chúng ta không nên ăn, những người và những bệnh thế này là không nên ăn, bởi nó ảnh hưởng đến sức khỏe vô cùng. Bởi vì những người ăn sầu riêng không được, vì sầu riêng nó có đường cao trong huyết, cho nên làm ảnh hưởng đến sức khỏe đường huyết. Nó có đường làm ảnh hưởng đến sức khỏe đường huyết, nóng trong người, đầy bụng, bệnh thận và những người bệnh khó chuyển hóa. Ngoài ra sầu riêng nó tốt vô cùng bà con ạ. Sầu riêng nó tốt vô cùng là nó tốt cho sức khỏe. Sầu riêng nó tốt cho sức khỏe, nó tăng cường được hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư, tiêu hóa, nó làm cho xương chắc khỏe, cải thiện thiếu máu, tốt bà con ha. Đó, sầu riêng nó tốt như vậy, nó còn tiếp tục nha bà con. Nó tốt cho việc lão hóa, nó tốt cho huyết áp, tốt cho tim mạch, giảm viêm khớp, giảm đau đầu. Đó, sầu riêng nó tốt vô cùng bà con. Sầu riêng nó tốt vô cùng. Đó, sầu riêng nó tốt là nó tốt cho những người ăn được. Còn người mà không ăn được là không nên. Đó là nóng trong người, đầy bụng, thận và khó chuyển hóa là không nên ăn sầu riêng. Còn ngoài ra, sầu riêng nó tốt cho sức khỏe, nó tăng cường được hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư, tiêu hóa, xương chắc khỏe, cải thiện thiếu máu, lão hóa, huyết áp ổn định, huyết áp tốt, tim mạch tốt, giảm viêm khớp tốt, giảm cái mà đau đầu tốt. Vậy ba muối một ngày, chứ không phải là tốt chúng ta ăn bao nhiêu cũng được, chỉ ba muối một ngày hay là 250 gram. Đó nha bà con, đó nói vậy chứ không ăn được nhiều. Ăn 5 ngày liền, 1, 2, 3, 4, 5 thì chúng ta phải nghỉ 2 ngày. Sầu riêng nó tốt vô cùng, nhưng mà sầu riêng á, thì cái gốc nó là Indonesia, ở Biên Hòa, ở Đồng Nai, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Nam Bộ, Tây Nguyên và Thái Lan, Bình Dương. Đó, sầu riêng là nhiều ở những cái lĩnh vực như vậy, nhiều ở những cái vùng địa lý như vậy. Cho nên bà con khi mà bà con thấy được video chúng tôi một ngày ra 4 video nói về đời sống và sức khỏe, bà con thấy được chia sẻ để mọi người cùng biết, chia sẻ đăng ký để mọi người cùng biết là bệnh gì không nên ăn gì, bệnh gì nên uống gì và sức khỏe của bà con nó được tốt. Bà con vui lòng giúp đỡ chúng tôi, ủng hộ chúng tôi, đăng ký và chia sẻ video nha bà con, để cho người cùng biết. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.